Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ban ngành và các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng của năm 2019. Việc triển khai các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ trong thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát, giải pháp để kiểm soát sự lây lan và xâm nhập của dịch bệnh. Các bệnh lý về gan mật tụy gia tăng đang là một thách thức lớn đối với nền y học Việt Nam. Việc áp dụng kỹ thuật hiện đại phẫu thuật ít xâm lấn đang là giải pháp tiên tiến trong điều trị bệnh lý này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các phó thủ tướng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 trực tuyến với 63 tỉnh thành phố. Phiên họp để đánh giá tình hình kinh tế xã hội sau nửa chặng đường của năm bước phá 2019 và thảo luận các biện pháp trong thời gian tới. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung và Nguyễn Văn Phượng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của các địa phương cũng như các bộ ban ngành về chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh những chỉ tiêu kế hoạch đặt ra hoàn thành, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc, yếu kém cần được thảo luận làm rõ và có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới để không ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thủ tướng đề nghị thêm, chính quyền các địa phương, các bộ ban ngành cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Cả bộ công chức viên chức nhà nước phải thay đổi thái độ làm việc, không được sách nhiều nhũng nhiễu doanh nghiệp cũng như người dân khi thực hiện các dịch vụ công. Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%. Tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018, nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011 đến năm 2017. Trong bối cảnh 70% các nền kinh tế trên thế giới, trong đó hầu hết các nền kinh tế phát triển đều rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp gặp khó khăn do dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng nên chỉ tăng 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 3,07% của 6 tháng năm 2018. Đóng góp 0,17 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Điểm sáng của khu vực này là ngành thủy sản tăng trưởng khá ở mức 6,45% do nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao và là mức tăng trưởng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 9 năm trở lại đây. Xuất khẩu rau củ quả lần đầu tiên đạt mức hàng tỷ đô la Mỹ phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, bù đắp thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2019 giảm 0,09% so với tháng trước và CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. Lạm phát cơ bản tháng 6 năm 2019 tăng 0,16% so với tháng trước. Giải ngân vốn FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, lượng khách quốc tế đến nước ta đều tăng. Số liệu cập nhật ngày 2 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đạt 122,4 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 120,8 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 1,6 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký. Có 21.617 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018. Chiều qua, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh phối hợp với Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị chuyên đề kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về dự và chỉ đạo hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh. Kết quả sau hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 cho thấy nhiều nội dung được công khai cho dân biết, nhiều vấn đề được dân bàn và quyết định trực tiếp. Nhân dân đã giám sát, phát hiện 170 vụ việc, kiến nghị giải quyết 11 vụ việc, hòa giải thành công 657 trên 748 vụ việc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Quảng Điền trong thực hiện Pháp lệnh 34,
đồng thời khẳng định có nhiều việc làm cụ thể thiết thực cần được nhân rộng trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền khi xây dựng các mô hình phải lấy người dân làm chủ thể, phải để dân biết, dân bàn, dân cùng thực hiện và lắng nghe dân. Thay đổi phương thức lãnh chỉ đạo của cán bộ đảng viên hiện nay bằng cách hướng về cơ sở vì quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong dân để xây dựng nhà nước pháp quyền do dân, vì dân. Theo đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 thì đến năm 2020, các đài truyền hình địa phương sẽ tự chủ về tài chính. Cụ thể, nhà nước có cơ chế hỗ trợ đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền. Đối với truyền hình trả tiền, số lượng kênh truyền hình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một đài phát thanh truyền hình. Mỗi đài chỉ có một kênh phát thanh, một kênh truyền hình, quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, đảm bảo chương trình sản xuất trong nước đạt tối thiểu 70% thời lượng phát sóng. Riêng đài Hà Nội và đài Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức, phạm vi thông tin, nên mỗi đài có tối đa 2 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình, quảng bá phục vụ nhiệm vụ chính trị tuyên truyền. Các trung tâm truyền hình khu vực của đài truyền hình Việt Nam chỉ thực hiện chức năng sản xuất chương trình cho đài truyền hình Việt Nam tại khu vực đó, không phát sóng riêng kênh chương trình khu vực. Đến năm 2020, các đài phát thanh truyền hình trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp theo phương án này. Nằm trong khuôn khổ hưởng ứng tháng khuyến mại năm 2019 của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch số 155 về việc tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019. Theo đó, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 đến ngày 3 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên, cũng như tạo ra mối liên kết thương mại giữa các nhà sản xuất với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút các đối tác, doanh nghiệp quan tâm, hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực. Hội chợ triển lãm năm nay có quy mô 300 gian hàng được phân chia thành 4 khu vực. Khu vực trưng bày, giới thiệu của các sở công thương, các trung tâm khuyến công, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Khu vực trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống, sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu vực trưng bày giới thiệu của các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trên cả nước, khu thương mại dịch vụ. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Thưa quý vị, trước thông tin Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều người, đặc biệt là các hộ chăn nuôi rất vui mừng vì đã có giải pháp đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các nhà khoa học khẳng định đây chỉ là kết quả thử nghiệm, chưa thể nói là nghiên cứu thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi ở thời điểm này. Có những tín hiệu lạc quan khi các nhóm nghiên cứu đã đưa ra được kết quả nhất định, phân lập được virus làm tiền đề trong nghiên cứu sản xuất vaccine trong thời gian tới. Trong đó, các nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo được vaccine vô hoạt thể hệ mới và bước đầu có kết quả tốt trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên diện hẹp. Vaccine thử nghiệm đã được tiến hành tại 3 trại lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi thuộc 3 hộ gia đình khác nhau ở Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Kết quả cho thấy, toàn bộ 16 trên 18 lợn nái và 15 lợn thịt của 3 hộ gia đình này đều sống khỏe mạnh. Sau hơn 2 tháng, một số nái đã đẻ và lợn con khỏe mạnh. Hiện nay các hướng nghiên cứu, kết quả bước đầu trong phòng thí nghiệm cũng tích cực. Chúng tôi cho rằng là với cái đà này thì chúng ta có thể tin tưởng là các cái hướng đi chúng ta là chúng. Chúng tôi cũng khuyến nghị là tuyên truyền chỉ đây chỉ là kết quả bước đầu. Chúng ta nói nó hơn một tí nữa thì nó không phải được đúng cái kết quả khách quan hiện nay. Thì chúng ta rất là cẩn trọng trong cái tuyên truyền. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng nhận mình, vaccine phô hoạt cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm thêm trên diện rộng hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trên cả nước thì việc triển khai các mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn là hết sức cần thiết. Qua triển khai mô hình này cho thấy những hiệu quả trong kiểm soát lây lan xâm nhập của dịch bệnh. Cụ thể, đã có hàng chục trang trại có quy mô hàng ngàn con lợn nuôi theo mô hình hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm vẫn đảm bảo an toàn trong cơn bão dịch bệnh. Từ thành công bước đầu của mô hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cùng tập đoàn đưa vào đề tài nghiên cứu khoa học. Khi đã có luận cứ rõ ràng, mô hình này sẽ được nhân rộng ra phạm vi cả nước. Trong khi cả 8 thôn trên địa bàn xã Phong Thu, huyện Phong Điền đều đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhưng trại lợn của hộ ông Lê Văn Hoàng với đàn lợn 70 con vẫn an toàn. Dù các hộ lân cận bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi,
Ông Hoàng cho hay nhờ áp dụng quy trình công nghệ vi sinh do tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ từ 2 năm nay, từ khâu con giống thức ăn, đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định. Dịch tả lợn châu Phi tại ở mình đấy là cũng gần 3 tháng rồi. Nhưng xung quanh là họ cũng bị hết, nghĩ họ nuôi nhỏ là bị hết, nhưng mình là do cái thức ăn về cái đệm lót có là có cái công nghệ vi sinh này tăng sức đề kháng của lợn lên. Cho nên mình cũng bị dịch là đó là một điều là coi cho mình cần phải là rất là phấn khởi. Dịch tả lợn sau khi công bố hết dịch đã tái phát ở Thừa Thiên Huế, hơn 11% số hộ chăn nuôi, 10% tổng đàn lợn ở Huế nhiễm dịch. Nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở Huế chủ yếu do nguồn thức ăn, nguồn giống và môi trường. Chính vì vậy, những mô hình chăn nuôi hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm có thể xem là cứu cánh của người chăn nuôi. Bằng chứng là sau thời gian dài kể từ khi dịch xuất hiện nhưng chưa có bất cứ hộ chăn nuôi nào liên kết với tập đoàn bị nhiễm bệnh. Hiện nay trước cái tình hình dịch tả lợn châu Phi thì chúng tôi nhận thức rằng là cái giải pháp về cái củng cố an toàn sinh học là phải nói một cái giải pháp mà hiện nay là duy nhất, và cũng có thể là đây là một cái mà chúng tôi cho rằng là phải rút kinh nghiệm để rồi là sắp tới để có cái nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển chăn nuôi hữu cơ theo công nghệ vi sinh của tập đoàn Quế Lâm được ứng dụng từ năm 2013 đã liên kết với các hợp tác xã, bà con nông dân. Từ ban đầu ứng dụng một mô hình nuôi 30 con một lứa một hợp tác xã, đến nay đã có 14 mô hình nuôi với 500 con một lứa tại gia trại của 5 huyện thị xã, đã tiêu thụ tốt tại Huế và nhiều tỉnh thành. Nhưng kết quả chăn nuôi lợn hữu cơ không dịch bệnh trong chăn nuôi, người tiêu dùng yên tâm sử dụng do quy trình chuỗi chăn nuôi đạt 5.0, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa an toàn sinh học. Tập đoàn Quế Lâm cùng với Bộ Nông nghiệp, đặc biệt là các nhà khoa học của Bộ Nông nghiệp cùng tham gia một cái chương trình, tức là ứng dụng các cái công nghệ vi sinh trong vấn đề chăn nuôi, đặc biệt là đưa các cái chế phẩm vi sinh vào thức ăn, vào nước uống và vào giải chuồng để làm thế nào là không có là mùi hôi, không có nước thải, đặc biệt nhất là kháng được bệnh. Kháng bệnh đó là các cái dịch bệnh, nhất là vừa rồi là dịch bệnh tai xanh và đặc biệt hiện nay là dịch bệnh là châu Phi, tả lợn châu Phi. Thì tất cả đều vượt qua được là nhờ quản lý rất chặt chẽ trong vấn đề quy trình chăn nuôi. Ở Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, số lợn tiêu hủy đã chiếm khoảng 7% trên tổng đàn. Dịch tả lợn châu Phi có sức sống rất mạnh liệt. Ở ngoài môi trường 56 độ C, các loài virus khác có thể chết, nhưng virus dịch tả lợn châu Phi vẫn có thể tồn tại 7 phút. Trong thời gian tới, diễn biến dịch sẽ tiếp tục phức tạp. Sau khi thăm mô hình tại một số trang trại và hộ chăn nuôi liên kết của tập đoàn Quế Lâm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao những mô hình chăn nuôi của tập đoàn. Chưa có một mô hình nào của Quế Lâm nuôi theo hướng hữu cơ thế này đã bị nhiễm bệnh. Thì đây là một kết quả bước đầu ghi nhận rất là tốt. Ý thứ hai đó là với cái mô hình này thì chúng ta vẫn hy vọng rằng sau đợt dịch châu Phi này, tả lợn châu Phi này hoặc trong thời gian tới đây thì các cái hộ chăn nuôi vẫn có thể tiếp tục được với cái kết quả ứng dụng công nghệ của tập đoàn Quế Lâm. Tất nhiên phải có những cái điều chỉnh, phải có những cái thay đổi trong quy trình chăm sóc nuôi dưỡng. Chuỗi liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ là một quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng hoàn chỉnh, truy xuất được nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ mô hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng tập đoàn Quế Lâm đưa vào đề tài nghiên cứu khoa học sử dụng ngay những đàn lợn đang bị dịch. Một khi đã có luận cứ khoa học rõ ràng, cùng tập đoàn triển khai mô hình này nhân rộng ra toàn quốc. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Bộ Y tế vừa có quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho tiến sĩ Phạm Nguyên Quý và bác sĩ Kinoshita Koshi của Bệnh viện Kyoto Miniren, Nhật Bản. Đây là những chuyên gia đã có đóng góp lớn cho sự phát triển chung của Bệnh viện Trung ương Huế. Được biết, từ năm 2014 đến nay, Bệnh viện Kyoto Miniren và đặc biệt là bác sĩ Kinoshita Koshi và tiến sĩ Phạm Nguyên Quý đã có nhiều hỗ trợ rất lớn trong sự phát triển chung của Bệnh viện Trung ương Huế. Điều này đã đem lại những thành quả vượt bậc trong việc phát triển kỹ thuật cao trong y khoa, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Bác sĩ Kinoshita Koshi và tiến sĩ Phạm Nguyên Quý làm cầu nối giới thiệu nhiều bác sĩ chuyên khoa nội soi tiêu hóa từ một số bệnh viện ở Kyoto, Nhật Bản về giảng dạy và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế hàng năm.
cập nhật nhiều kiến thức hữu ích, đặc biệt liên quan tới kỹ thuật nội soi xử lý ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm cho các bác sĩ cùng ngành ở miền Trung Việt Nam. Xúc tiến Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren tăng hệ thống máy nội soi tiêu hóa cho Bệnh viện Trung ương Huế để hỗ trợ công tác tầm soát phát hiện ung thư tiêu hóa sớm. Hệ thống này chỉ sau một năm đã giúp ích cho hàng nghìn bệnh nhân tại miền Trung Việt Nam. Xúc tiến Bệnh viện Oyama Kobe để chuyển tăng các dụng cụ y tế về nội soi, về máy phẫu thuật Phaco có chất lượng cao giúp ích cho hàng nghìn bệnh nhân tại Huế. Phối hợp tổ chức các hội thảo cập nhật kiến thức mới về kỹ thuật phẫu tích dưới niêm mạc, nội soi mật tụy ngược dòng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao trên thế giới. Nếu như cách đây 2 năm, ung thư gan đứng thứ 3 sau ung thư phổi và ung thư vú, thì nay đã lên vị trí hàng đầu với khoảng 25.000 người tử vong mỗi năm. Các bệnh lý về gan mật tụy gia tăng đang là một thách thức lớn đối với nền y học Việt Nam. Áp dụng kỹ thuật hiện đại với biện pháp phẫu thuật ít xâm lấn hiện đang là giải pháp tiên tiến trong điều trị bệnh lý này. Đây là một ca phẫu thuật nội soi các khối tả tụy được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Huế bởi nhiều chuyên gia bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực gan mật của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là một cô gái 28 tuổi, nhập viện vào khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán u đầu tụy có khả năng chuyển sang ác tính cao. Áp dụng phương pháp điều trị ít xâm lấn đối với bệnh lý gan mật tụy hiện là bước tiến của thế giới và mang lại hiệu quả điều trị cao. Phân hồi phẫu thuật gan mật tụy Việt Nam hiện nay chủ yếu là các bác sĩ, phẫu thuật viên trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến. Trước đây thì để bỏ được cái khối u tụy như thế này ra ngoài thì bệnh nhân phải chịu một vết mổ rất là lớn, khoảng hơn 20 cm ở dưới sườn. Nhưng mà bây giờ thì với sự phát triển tiến bộ của phẫu thuật nội soi ứng dụng trong phẫu thuật gan mật, chúng tôi thực hiện phẫu thuật này qua những vết mổ nhỏ khoảng 5 mm, 1 cm. Chính vậy bệnh nhân sau mổ sẽ ít đau, sẽ mổ thẩm mỹ, phục hồi nhanh, về nhà sớm hơn. Những cái bệnh lý mà phẫu thuật để điều trị bệnh lý gan mật tụy hoặc là phẫu thuật ít xâm lấn để điều trị bệnh lý gan mật tụy thì Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai một cách thường quy. Trong đó có cái kỹ thuật mà phẫu thuật nội soi cắt khối tả tụy thì đó là một cái kỹ thuật phức tạp mà Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã từng thực hiện. Ngoài ra những cái kỹ thuật khác về các cái bệnh lý khác, bệnh lý gan mật tụy rồi bệnh lý đường ống tiêu hóa thì Bệnh viện Trung ương Huế cũng là một cái bệnh viện dẫn đầu, cũng phải nói rằng cái top đầu của cái kỹ thuật mà nội soi phẫu thuật các bệnh lý ống tiêu hóa. Tại hội thảo khoa học tiến bộ mới trong phẫu thuật và điều trị ít xâm lấn bệnh lý gan mật tụy diễn ra tại Huế mới đây, các tiến bộ trong ghép gan, ghép tụy và ghép tạng ở Việt Nam trong điều trị cho bệnh nhân gan mật tụy mang lại nhiều hiệu quả và chất lượng cao được các chuyên gia và bác sĩ thảo luận và đưa ra như ứng dụng các phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot và các cải tiến bộ về kỹ thuật trong mổ cắt gan, trong các khối tả tụy và các bệnh lý đường mật. Đặc biệt có nhiều báo cáo về các kỹ thuật công nghệ mới của Việt Nam và quốc tế trong điều trị ít xâm lấn bệnh lý gan mật tụy như ứng dụng dao nano, kỹ thuật tiêu hủy u bằng điện xung không đảo ngược. Trong phẫu thuật hiện nay thì có những phẫu thuật như ta dùng phẫu thuật robot là phẫu thuật rất hiện đại trong phẫu thuật gan mật tụy. Rồi các cái phẫu thuật nội soi cũng là đòi hỏi nó kỹ thuật tay nghề cao và nó mang lại cái hiệu quả là cái thời gian phục hồi bệnh nhân rất nhanh và chất lượng cuộc sống rất tốt, tính thẩm mỹ lại rất cao. Thế rồi chúng ta lại có nhiều các cái cải tiến khác về kỹ thuật mổ, có nhiều cái công nghệ, các cái dụng cụ để mà chịu những ít chảy máu hơn, nhanh hồi phục hơn, tăng tính thẩm mỹ hơn. Cùng với việc tiêu thụ nhiều rượu bia và các vấn đề về môi trường, thực phẩm, nên hiện nay trong các loại ung thư ở nước ta thì ung thư gan đã chiếm cao nhất, gây tử vong hàng năm khoảng hơn 25.000 trường hợp. Nhiều bệnh lý khác về viêm gan, xơ gan, bệnh lý mật tụy đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y học Việt Nam và chuyên ngành gan mật. Khoa học phát triển với kỹ thuật tiên tiến sẽ hỗ trợ rất lớn trong việc điều trị sức khỏe cho người bệnh. Việc phát triển giải pháp phẫu thuật không xâm lấn đã tiếp thêm hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân mắc phải bệnh lý gan mật tụy tại Việt Nam. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Phan Thanh Vui, phường Thủy Xuân. Sau hơn 2 tháng thực hiện, ngôi nhà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, trong đó Đảng ủy khối và công ty hỗ trợ 50 triệu đồng đã được trao tặng cho gia đình ông Phan Thanh Vui là thương binh chống Mỹ hạng 4/4 đang sinh sống tại phường Thủy Xuân.
việc trao nhà tình nghĩa là sự thể hiện lòng biết ơn với những nỗi đau mất mát của những gia đình chính sách, người có công, đồng thời thể hiện nhận thức sâu sắc về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trách nhiệm của công ty và một cán bộ công nhân viên chức của Đảng bộ khối. Cũng tại lễ bàn giao, gia đình ông Phan Thanh Vui bày tỏ lòng biết ơn các ban ngành, đoàn thể đã luôn quan tâm giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.